Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đại Hàn vào ngày 22 tháng 3 năm 1992 với chủ đề Một người có thể đạt khai ngộ ở bất cứ nơi nào. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát sách khai thị quyển 8 người dân Đại Hàn tốt và thông minh. Tôi rất cảm phục quốc gia của quý vị. Một trong những chiếc xe hơi mà tôi được giới thiệu dùng là chiếc Hyundai. Có đúng không? Có phải của Đại Hàn không? Và là một chiếc xe thật tốt. Không phải vì chiếc xe này mà tôi thán phục quốc gia của quý vị, mà là tinh thần của quý vị đã cảm kích tôi và cả thế giới. Khi còn ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác, trước khi làm công việc này, Tôi thường hay gặp gỡ những người xuất gia Đại Hàn, những người tại gia cũng như đến các chùa chiền của họ và bất cứ khi nào ghé qua Đại Hàn, tôi đều nhớ mua một ít sâm và cải muối kim chi. Cho nên tôi nghĩ rằng mình có duyên với người Đại Hàn trước khi chúng ta hội ngộ tại đây ngày hôm nay. Tôi rất lấy làm hân hạnh có được cơ hội này, cơ hội nói chuyện với nhiều người dân vĩ đại của quốc gia này. Nơi đây Tôi cảm thấy rất cảm động, tinh thần thoải mái và vui vẻ. Khi tôi vừa bước xuống phi trường Hán Thành, tình thương sâu đậm của quý vị đã khiến cho tôi hơi cảm thấy thẹn thùng. Nhưng tôi đoán là vì quý vị có nhiều tình thương nội tại nên tình thương đó được bộc lộ ra bên ngoài. Từ khi tôi đến thị trấn này, có rất nhiều người đã tới thăm hỏi và hội kiến tôi trong căn phòng nhỏ của tôi tình cảm nồng ấm vẫn còn chăn chứa trong tâm can tôi. Tôi ước mong có thể làm được cho quê hương quý vị bất cứ việc gì mà tôi có thể. Nhưng là một người tu hành theo Phật giáo, tôi chỉ có thể hướng dẫn quý vị về giáo lý của Đức Phật. Đặc biệt là ngày nay, quốc gia của quý vị đã mở mang và không cần nhiều đến sự trợ giúp về vật chất nữa. Quốc gia của quý vị đã phát triển nhanh chóng và người dân cũng được nâng cao tâm thức cũng như tinh thần trách nhiệm. Điều này đã khiến thế giới kính nể và khâm phục quý vị. Hôm qua và hôm nay, tôi có liên lạc mật thiết với một vài người dân tại đây. Tôi mới hiểu rõ nguyên nhân việc này. Tôi hiểu rằng thượng đế hay vị mà quý vị gọi là Phật đã gia hộ cho xứ sở của quý vị một cách phong phú. Tôi đã nhìn thấy nhiều ngôi chùa, nhiều người xuất gia trong và ngoài thành phố. Tôi cũng nhìn thấy đủ thứ các đền thờ khác nhau của nhiều tôn giáo trong thị trấn cũng như tại thủ đô. Tôi nhìn thấy nhiều nhà thờ Thiên Chúa giáo mọc lên bên cạnh những đền thờ của các tôn giáo khác. Nên tôi hiểu rằng quê hương của quý vị, người dân của quý vị có trình độ tâm linh rất cao. Chỉ khi nào người ta có trình độ tâm linh cao, tâm người ta mới mở ra trí óc nhiều khoan dung, rộng lượng. Điều này có thể cho chúng ta hiểu rằng tất cả mọi tôn giáo đều tốt lành. Những căn bản chính của các tôn giáo đều tốt và đều là phương tiện để phụng sự nhân loại. Tôi gọi đây là sự văn minh. Sự văn minh không căn cứ trên sự giàu có hoặc phát triển về cơ khí không thôi mà còn dựa trên đường lối phát triển tâm linh của người dân nữa. Chúng ta thường nghe nói tu hành không đi đôi với sự thành tựu của thế gian. Chúng ta thường nghe nói rằng để được thành Phật hay tới thiên đàng của thượng đế chúng ta phải buông bỏ hết thế giới tìm một nơi vắng vẻ và chỉ tu một mình hay với một nhóm người điều này đúng ở một vài điểm nhưng tốt hơn hết là nếu chúng ta phát triển phần tâm linh và đồng thời cũng chăm sóc tới thế giới vật chất nữa như thế chúng ta có thể sống phong phú ở thế giới này cảm thấy thoải mái an ổn và cùng một lúc phát triển được phần trí huệ của chúng ta những người Đại Hàn vĩ đại dường như đã áp dụng cả hai điều này. Đây là một sự quân bình hiếm thấy trên thế giới này. Tôi thành thật chia mừng cùng quý vị. Và với nỗ lực đó, quê hương của quý vị sẽ tiếp tục phát triển về tinh thần lẫn vật chất để đem lại hòa bình, an vui và tương lai sáng lạng cho quốc gia hồng mạnh của quý vị. Tôi nghĩ rằng con người chúng ta có một thân thể mỏng manh và trí óc đôi khi cũng yếu đuối. Nếu chúng ta không có một cuộc sống thoải mái, thiếu thốn về phương diện vật chất thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự quân bình về tinh thần. Kết quả rất khó cho chúng ta tập trung và bình tâm mãi được. Dù chúng ta ở Hy Mã Lạp Sơn hay tại chốn phồn hoa đô thị, chúng ta cũng không thể đạt được thể nghiệm thiền định cao đẳng nhất mà chúng ta hằng mong ước. Đa số chúng ta đều có gia đình, trách nhiệm quốc gia, giao dịch quốc tế, và những công việc phải lo, nên chúng ta không thể bỏ lên núi hoặc trốn trong hang động để chỉ nghĩ tới việc tu hành tâm linh. Vì thế thực tế nhất là vừa chăm sóc cho gia đình, cho quốc gia và vừa tìm một phương cách tu hành ngay tại chỗ. Đời sống tại Hy Mã Lạp Sơn rất thoải mái, hay sống tại một nơi tĩnh lặng để an hưởng quả lành từ sự thiền định. Nhưng niềm vui này còn rộng lớn hơn nữa nếu được chia sẻ chân phúc và tu hành này thành quả lành từ sự tu tập của chúng ta với nhiều người và cùng nhau tu tập. Tôi phải mất nhiều thời gian lắm mới nhận thức được điều này, rất khó để rời bỏ niết bàn, sau khi quý vị đạt được sự an vui và hạnh phúc nội tại, rất khó mà nhận thức được để nhớ rằng thế giới còn có nhiều người đang đau khổ. Không hẳn là khó, nhưng cũng không phải là dễ thuyết phục mình nhập thế trở lại bởi khi đang ở trong trạng thái tâm trí vui vẻ, chúng ta sẽ nghĩ khác, cảm nhận khác. Chúng ta nghĩ rằng mọi người đều là Phật. Chúng ta thấy thế giới này đang ở trong một trật tự thật hoàn mỹ. Vì trí óc đang ở trong một trạng thái khác biệt. Đó là lý do tại sao trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã nói rằng: "Thiên hạ vốn vô sự." Nhưng thật ra còn có một số việc phải làm bởi khi chúng ta hồi tưởng lại sự vô minh của ta lúc trước khi khai ngộ chúng ta cũng là những tâm hồn đau khổ rồi có người đến và kêu gọi tôi ra dạy dỗ giúp đỡ họ thật khó mà từ chối nhưng điều này cũng tốt vì có người tới xin được khai ngộ hay xin trợ giúp về tâm linh nếu không tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có vị minh sư nào nghĩ tới việc sẽ nhập thế để chia sẻ sự hiểu biết và niềm an lạc mà vị minh sư đó đã đạt được như tôi đã trình bày ở trên, không phải vì sự ích kỷ của vị minh sư, mà chỉ vì người này đã nhìn và cảm nhận theo một đường hướng khác. Cho nên có người đã ép lão tử viết Đạo Đức Kinh. Ngài bị ép phải viết, ngài bị ép phải tiết lộ trong sách, viết ra những bí mật vô hình mà đáng lý ra chỉ được tiết lộ cho một ít người mà thôi. Cuốn sách không quan trọng, những bí ẩn những lời lão tử không viết ra, đã được tiết lộ cho số ít người được tuyển chọn mới quan trọng. Đức Phật khi đạt được khai ngộ đã không muốn nhập thế để dạy bất cứ người nào, vì ngài nghĩ rằng ngài nên an hưởng cảnh niết bàn. Có người nào trong quý vị không hiểu chữ niết bàn không? Đây chỉ là danh từ trong tiếng Phạn để chỉ một trạng thái tâm thức cao đẳng, một sự an vui, êm đềm, không còn mong muốn điều chi nữa nhưng rồi Brahma hiện ra và kêu gọi ngài hãy ra ngoài dạy dỗ những người đang khát vọng có thể lúc đó ngài đang ẩn nấu một nơi nào đó và không có ai ở gần ngài để cầu xin được khai ngộ cho nên Brahma phải làm chúng ta sẽ tự hỏi tại sao Brahma phải yêu cầu như vậy bởi vì có nhiều người cầu xin với đức Brahma được khai ngộ và giải thoát Brahma là giáo chủ của tầng trời thứ ba theo Ấn Độ giáo, Brahma là vị sáng tạo ra trái đất của chúng ta, ra vũ trụ này. Có rất nhiều thượng đế, nhưng vì tôi không mời họ nên chúng ta sẽ không nói đến các ngài ở đây. Hôm nay, chúng ta muốn mời những người đại hàn và không phải hội đồng các vị giáo chủ. Nhưng thôi, đây chỉ là sự khôi hài. Các vị giáo chủ vẫn hiện diện ở đây. Mỗi chúng ta là một thượng đế và chúng ta có ba, bốn ngàn vị Thượng Đế hiện diện nơi đây. Cho nên chúng ta trả lời câu hỏi tại sao Brahma đã yêu cầu Đức Phật ban giải lý thuyết khai ngộ cho thế giới vào thời ấy. Bởi vì Brahma là một trong những Thượng Đế, không phải là người có chức vị cao cấp nhất trong việc điều hành vũ trụ. Có thể nhìn và nghe được những nỗi thống khổ trên thế gian mà Đức Phật vào thời đó, ở trạng thái nhận thức cao đẳng nhất của Ngài, không thấy và nhìn được. Do đó, phải có một người như Brahma nhắc nhở Ngài. Chúng ta thường nghĩ rằng Đức Phật, Thượng Đế Tối Cao sẽ nghe được lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì không phải vậy. Theo như lực lượng tối thượng nhất thì thế gian đã có trật tự rồi. Và tất cả những khổ đau tại thế gian là những bài học mà chúng ta phải trải qua để trưởng thành và khôn lớn. Thượng Đế Vị Thượng Đế tối cao, Đức Phật tối thượng, không lo ngại nhiều. Một loại Thượng Đế khác, Bồ Tát ở đẳng cấp thấp hơn, mới hiểu và xót thương cho sự thống khổ của chúng ta. Cũng giống như một người có thẩm quyền nhất trong ngành giáo dục, chỉ thị cho một nhóm người đặt ra những câu hỏi trong kỳ thi, ông ta không lo ngại học trò có trả lời được hay không, cũng như sự đau khổ của những học trò không trả lời được. Vì vậy có một vài vị thầy phải để ý chuyện này và giúp học trò mình vượt qua trở ngại đó. Tôi nghĩ rằng mình đang gặp rắc rối đây, đang nói về một vấn đề trừ tượng. Quý vị có nghe không? Quý vị vẫn theo dõi chứ? Tốt. Tôi có thể tiếp tục. Khi Đức Phật đạt tới trạng thái ý thức cao nhất, Ngài trở về với chân ngã nguyên thủy và cái chân ngã vĩ đại này luôn luôn ở trong sự an vui và hòa bình vĩnh cửu. Cho nên Ngài không hiểu nhiều về sự đau khổ của những người vô minh chưa đạt được trạng thái khai ngộ như Ngài. Brahma là một trong số những người chăm sóc cho hạnh phúc của thế gian này. Biết người nào làm việc tốt, người nào làm việc xấu, nên Ngài hiểu nhiều hơn. Cũng như một vị tổng thống hay quốc vương của một quốc gia phải lệ thuộc vào các vị bộ trưởng, những cộng sự viên bên dưới như dân biểu, bộ trưởng, vân vân, để báo cáo cho họ những nguyện vọng của dân chúng. Cho nên bây giờ, khi chúng ta có quá nhiều nỗi đau khổ, sống trong ngục tù của sự vô minh, chúng ta sẽ cầu xin Thượng Đế Tối Cao hay Đức Phật Tối Thượng giúp chúng ta được giải thoát. Và khi lời thỉnh cầu này được trình lên Thượng Đế, một người sẽ được gửi tới để dẫn dắt nhân loại thoát khỏi sự đau khổ này. Đức Phật là một trong những vị được gửi xuống, cũng như Chúa Giêsu vậy. Có nhiều thánh nhân khác đã được gửi xuống từng thời gian một để giúp khai sáng con người trên địa cầu này. Nhưng rồi, Đức Phật đã quên suốt 30 năm dài, gần 30 năm, cho đến khi ngài chứng kiến tận mắt sự đau khổ của người dân Ấn Độ thời đó. Cho nên chúng ta không biết mình cũng là Phật cho đến khi được khai ngộ. Nhờ sự may mắn hoặc nhờ hồng ân của các vị minh sư, lẽ dĩ nhiên, quý vị được mời để biết về quý vị, biết quý vị là Phật hay không, sau đó quý vị sẽ hiểu lời Đức Phật nói là thật. Mỗi người đều là một vị Phật mỗi chúng sanh đều có Phật tánh bên trong đang chờ để được khám phá ra. Nhưng dĩ nhiên là khả năng tự khám phá của chúng ta có khác nhau, cho nên có nhiều trình độ khai ngộ khác nhau. Nhưng nếu hai người có cùng trình độ tâm thức, thì thể nghiệm của họ sẽ tương tự nhau. Cho nên, con đường tu hành còn được gọi là đạo, có nghĩa là con đường hướng đi. Vì là một con đường, mọi người khi đi trên con đường này sẽ nhìn thấy giống nhau, những gì họ nhìn thấy chỉ khác nhau ở khoảng cách mà họ đã qua trên con đường. Nhưng nếu hai người vượt cùng một đoạn đường dài, họ phải có thể nghiệm cùng một cảnh giới. Nếu đạo khác biệt thì tại sao tất cả các vị Phật lại đạt cùng một Phật tánh giống nhau và không đạt tới chỗ nào khác hơn? Nếu có nhiều con đường thì thể nghiệm của mọi người phải khác nhau. Nhưng theo Kinh Phật và những kinh điển của các tôn giáo khác thì những thể nghiệm của các người tu hành đều giống nhau, chỉ có nhiều hay ít mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, khi quý vị đạt được tâm thức bên trong sẽ có rất nhiều, rất nhiều thể nghiệm. Tôi chỉ kể ra một vài thí dụ như, trong mọi tôn giáo đều có đề cập đến ánh sáng của Thượng Đế, hào quang rực rỡ của Phật hay những cảnh giới nơi đất Phật. Tôi đã nghiên cứu nhiều kinh điển của các tôn giáo khác nhau và những gì họ đề cập tới đều giống như ở các kinh điển của tôn giáo khác rất khó nhận thức được điều này trước khi khai ngộ. Nhưng sau khi khai ngộ rồi, hoặc chỉ ở một trình độ rất thấp của sự khai ngộ, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy điều này rất rõ ràng. Vì vậy, tôi đã đề cập ở trên rằng những người dân Đại Hàn rất có giáo hóa và ở trình độ tâm thức rất cao, cũng giống như những người Ấn Độ, vì họ đã hiểu những điều căn bản giống nhau của các tôn giáo. Có người nghĩ rằng Người Ấn Độ cầu nguyện nhiều thượng đế quá, đây không phải là nhiều cấp bậc thượng đế hiện diện tại Ấn Độ, mà chỉ là dấu hiệu họ bày tỏ sự tôn kính với tất cả những người dẫn dắt, những vị thầy của nhiều tôn giáo khác nhau trong quá khứ cũng như hiện tại. Ở Đại Hàn, chúng ta có nhiều chùa, nhiều nhà thờ và nhiều trung tâm tu hành của nhiều giáo phái khác. Đó cũng là một trình độ tâm linh nhưng tôi nghĩ rằng người Đại Hàn được gia trì về phương diện đời sống thực tế nhiều hơn. Cho nên họ hiểu cả hai phương diện, tinh thần và chăm sóc đời sống vật chất đầy đủ. Tôi có thể nói rằng đây là trường hợp hiếm có. Bây giờ chúng ta hãy trở về điểm mà tôi vừa nói ban nãy. Chúng ta không phải buông bỏ tất cả những gì đạt được của thế giới vật chất để được khai ngộ. Chúng ta có thể ngồi tại nhà, an hưởng những tiện nghi, làm tròn bổn phận và đồng thời cũng trở nên một vị thánh đại khai ngộ. Muốn như vậy, chúng ta phải hết sức thành tâm muốn được khai ngộ để hiểu biết thêm về sanh tử và về vũ trụ. Về những sự kiện mà trước đó chúng ta không thể biết được, để phục vụ thế giới tốt đẹp hơn, rộng lớn hơn và hữu ích hơn cho chính mình và cho toàn vũ trụ. Chúng ta phải suy nghĩ như Đức Phật, chúng ta phải sống như Đức Phật đã sống không phải chỉ cầu nguyện Đức Phật không thôi. Phật đã nói chúng ta là những vị Phật tương lai. Ngài đã nói từ 2.600 năm về trước. Chúng ta đang ở trong thời điểm tương lai đó, thì còn trần chờ gì nữa? Chúng ta có thể thành Phật ngay bây giờ. Ít ra chúng ta hãy học tập đường hướng của Phật hoặc cách trở thành Phật. Con đường của Đức Phật đi đã được viết trong các kinh điển. Nhưng làm thế nào để trở thành một vị Phật thì không thấy được giải thích. Vì vậy, chúng ta đã cầu nguyện với Phật từ hàng ngàn năm nhưng lại không dám ước mơ được thành Phật. Việc làm thế nào để trở thành một vị Phật không phải là điều có thể nói ra bằng ngôn ngữ được. Có một lực lượng ẩn tàng bên trong chúng ta và chúng ta phải tìm cho ra lực lượng đó. Nếu quý vị có thể tự tìm lấy một mình, điều này cũng tốt. Nếu quý vị không thể tự tìm kiếm được thì hãy tìm một người chỉ giúp cho chúng ta, cũng giống như nếu chúng ta không nói được tiếng Anh và không thể tự học được thì phải kiếm một vị thầy anh ngữ giỏi điều này thật giản dị và giống như bất cứ môn học nào khác tôi đã từng nói ở trên rằng phương pháp thì giống nhau có thể có những đường phụ bên cạnh con đường chính nhưng cuối cùng thì chỉ là một con đường duy nhất mà thôi đường cuối cùng dẫn đến đất Phật đã được đề cập tới trong kinh Lăng Nghiêm và những kinh điển khác của các tôn giáo trên thế giới. Sau khi tu tập pháp môn quán âm, quý vị sẽ hiểu rõ hơn những gì tôi đã nói mà không cần ai chỉ dạy cả. Trong kinh Lăng Nghiêm có viết rằng con đường tối hậu, con đường cuối cùng là pháp môn quán âm. Phương pháp quán âm là phương pháp lắng nghe bên trong của quý vị. Có một loại năng lực, một loại chấn động có thể nghe mà không cần tai, đó là âm thanh vô ngôn của Thượng Đế, của Đức Phật là nguồn gốc của mọi trí huệ. Nếu những gì tôi nói lôi cuốn được quý vị và nghe qua có vẻ thông thái đối với quý vị, đó là nhờ pháp môn Quan Âm mà tôi đã tu tập, đã học trực tiếp từ nguồn cội của mọi sáng tạo. Lẽ dĩ nhiên, đây là những điều mà tôi có thể diễn đạt được bằng ngôn từ. Còn nhiều điều nữa mà chỉ có tôi mới hiểu, không thể dùng ngôn ngữ phàm phu để diễn đạt được. Nhưng cũng có vài điều quý vị có thể hiểu mà không cần một sự giải thích nào cả. Thí dụ, lúc thọ tâm ấn, lúc mà quý vị muốn học một phương pháp gọi là quán âm trong kinh lăng nghiêm, quý vị sẽ lập tức đạt được điều mà chúng ta gọi là khai ngộ. Có được nhiều hoặc một vài thể nghiệm đã được đề cập đến trong kinh điển của các tôn giáo trên thế giới. Quý vị sẽ tiếp tục và khai triển sự khai ngộ, làm cho sự khai ngộ đó càng lớn rộng vì chúng ta được trực tiếp câu thông với Phật Tánh hay Thiên Quốc. Các đệ tử của tôi có thể chứng thực lời nói của tôi. Quý vị có thể viết thư hoặc hỏi họ. Quý vị có thể viết thư đến những đệ tử người Mỹ, người Anh, người Pháp, người Trung Hoa, người Âu Lạc, những đệ tử tại Phi Lột Tân, Tân Gia Ba, Thái Lan cứ việc chọn lấy một tên nào đó và hỏi họ những gì tôi nói có đúng hay không. Đó là cách để chúng ta biết rằng pháp môn quán âm là một pháp môn chính đáng so với những tôn giáo lớn trên thế giới, ít nhất là năm đại tôn giáo. Ngày nay, tôn giáo không phải chỉ là tụng niệm những văn tự từ những vị thầy trong quá khứ như Đức Phật, Đức Chúa mà là sự hòa hợp giữa trí huệ và đời sống hàng ngày của chúng ta, là sự chân thành, nghiêm trì, ngũ giới, giáo điều và là sự trau chuốt trí huệ hàng ngày với một phương pháp khôn ngoan nhất. Nếu kết hợp tất cả những điều trên lại, chúng ta gọi là tôn giáo. Một Phật tử chân chính phải có khả năng câu thông được với vị Phật bên trong, biết Phật là gì. Một con chiên quan đạo nên liên lạc được với Chúa với thượng đế, nếu không làm sao chúng ta biết có thượng đế hiện hữu? Nếu đức Phật có thật, một người Phật tử phải có khả năng thoáng thấy ít nhất một điều gì từ đất Phật, hay thoáng thấy ánh Phật quang, hay trực tiếp nghe đức Phật giảng dạy. Đây là những điều mà pháp môn quán âm có thể giúp quý vị làm được. Đức Phật không giảng dạy với anh ngữ tầm thường, hay với hàn ngữ bình dị. Nhưng giáo điều của Phật không có ngôn từ mà chỉ bằng ngôn ngữ của vũ trụ, gần giống như một sự hòa điệu tuyệt mỹ. Vì vậy, trong kinh điển Phật giáo có cho biết rằng, Đức Phật chỉ nói một thứ ngôn ngữ, nhưng mọi chúng sanh đều hiểu cả. Đó là chân kinh, giáo lý chân chánh của Đức Phật. Vì vậy càng nghe âm thanh nội tại, chúng ta càng trở nên thông minh, càng nhìn thấy ánh sáng của thượng đế, của Phật, chúng ta càng trở nên sáng suốt. Nhờ vậy chúng ta mới trở thành những đệ tử chân chánh của Phật, của Chúa. Điều này không được đề cập đến trong Kinh Thánh hay trong Kinh điển Phật giáo, mà chỉ được đề cập đến trong Pháp môn Quán Âm, tới những thể nghiệm của những người thực hành Pháp môn Quán Âm. Nó không đề cập tới cách thực hành. Và dù có nói tới nhưng không có lực lượng của một vị minh sư, cũng không phải là thật. Pháp môn của Đức Phật không thể giảng dạy bằng lời hay bằng hành động, mà chỉ có thể truyền từ trí huệ nội tại sang trí huệ của chúng ta. Chính cái trí chí huệ, sự thức giác của chúng ta tiếp nhận tâm ấn, không phải đầu óc hay trí óc của chúng ta, cho nên cần phải có điều gọi là tâm ấn để mang lực lượng của Phật từ cõi niết bàn xuống đánh thức Phật lực của chính ta. Khi tôi nói niết bàn, quý vị nên hiểu rằng đó là thiên quốc của Thiên Chúa giáo. Tôi cũng thích người Đại Hàn. Tôi không phân biệt các tôn giáo. Tôi nghĩ rằng chúng ta có cùng một sự hiểu biết. Cho nên tôi cảm thấy khỏe khoắn khi tới Đại Hàn. Dù chỉ là buổi gặp gỡ đầu tiên với người Đại Hàn. Cho nên phương pháp không được giải thích trong các kinh điển vì nó phải được truyền từ bên trong. Nhưng vì có quá nhiều thể nghiệm nên những kết quả tu tập đã được viết trong kinh điển. Nếu bây giờ chúng ta có những thể nghiệm đó Chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta đang tu tập đúng phương cách. Thật ra, phương pháp không quan trọng bằng sự truyền lực lượng của trí huệ. Nhưng vì trong xã hội của chúng ta, bất cứ làm điều gì, chúng ta phải có một chương trình rõ ràng. Nếu không, mọi người sẽ không chấp nhận. Cho nên phải nói, à, tôi có một phương pháp cho anh, cho chị, vân vân. Để quý vị sẽ hiểu rằng có một vài điều để học hỏi, để hiểu biết, để phát triển. Nếu không, cho dù có một phương pháp rõ ràng chăng nữa, hoặc được viết xuống trên giấy trắng mực đen, quý vị cũng không được lợi ích gì khi đọc nó. Vì thiếu hẳn lực lượng của vị minh sư, huyết mạch của sự truyền pháp. Cho nên từ thời xa xưa, quý vị không thấy có một phương pháp nào được viết xuống. Đó là lý do vì sao đa số người hiểu biết rằng phương pháp thực hành của Đức Phật như là rất huyền bí, rất khó hiểu và cũng khó đạt được. Vâng, đúng vậy, nhưng không phải vậy. Đúng, nếu chúng ta không tìm thấy người biết chỉ dẫn, nhưng nếu chúng ta tìm được một người đã biết rồi thì rất dễ dàng và chúng ta có thể lập tức khai ngộ, với điều kiện là chúng ta phải thành tâm và được vị thầy thâu nhận chúng ta. Đó là điều tôi đã học hỏi được, cũng là điều quý vị sẽ được học hỏi. Mặc dù không đạt được một thực thể vật chất nào, nhưng có những điều chúng ta sẽ hiểu rõ ràng hơn khi khai ngộ. Quý vị mệt rồi à? Tôi có nên tiếp tục nữa không? Cảm ơn, tôi cảm ơn sự thành tâm của quý vị. Đó là điều khiến cho Đại Hàn trở thành một cường quốc. Vì tinh thần của người Đại Hàn là như vậy, tiềm tàng trong khả năng tạo dựng một quốc gia. Bây giờ, khi tu tập cái gọi là pháp môn Quán Âm, chúng ta sẽ hiểu rất nhiều điều của vũ trụ, rất nhiều việc của thế giới này mà lúc trước chúng ta chưa hề được hiểu biết có những việc chúng ta có thể bày tỏ cho những người chung quanh, nhưng có rất nhiều điều, vô số chuyện mà chúng ta không thể nói được, vì thế giới của Phật rất tuyệt vời và ngoại hạn. Không có điều gì trên thế giới này để chúng ta có thể so sánh được hoặc làm thí dụ được. Đa số trí huệ của chúng ta không được sử dụng. Nhưng sau khi khai ngộ và phát triển sự khai ngộ đó, một phần của sự sáng suốt này sẽ hòa hợp với đời sống hàng ngày của chúng ta để cho chúng ta trở nên dễ thương hơn, thông minh hơn, vị tha hơn và có nhiều khả năng phục vụ thế giới hơn. Bất cứ chúng ta làm điều gì, kết quả cũng tốt đẹp hơn. Lẽ dĩ nhiên, chúng ta còn cả một con đường dài để thành Phật. Nhưng so với trước khi khai ngộ, chúng ta có nhiều khả năng và thông minh hơn. Cho nên sự khai ngộ không phải chỉ dành riêng cho những người xuất gia. Những người từ bỏ thế giới tu hành tại Hy Mã Lạp Sơn hay những người sống trong hang động, nơi rừng núi, mà là cho tất cả mọi người trên thế giới. Tại sao tôi lại nói nhiều về trí huệ chưa được sử dụng đến của chúng ta? Bởi vì phần lớn sự hiểu biết của chúng ta là để sửa soạn cho đất Phật và chỉ một số ít còn lại được dùng tại thế giới này. Sự hạn hẹp của thế giới này thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn nhiều dữ kiện khiến cho chúng ta không thể sử dụng nhiều trí huệ. Thí dụ, khi chúng ta tu tập đến trình độ cao hơn một chút, chúng ta có thể thấy đất Phật. Đây không phải là trình độ cao nhất đâu. Để có thể thấy đất Phật, thấy được Đức Phật không phải là trình độ cao nhất, không phải vậy. Cao nhưng mà không phải cao nhất. Bây giờ tôi đơn cử một thí dụ. Quý vị có thể nhìn thấy bên trong của đất Phật hay Đức Phật. Tôi nghĩ rằng quý vị có thể nói đó là trình độ trung cấp của sự tu tập. Khi quý vị nhìn thấy đất Phật tức là quý vị đang ở trình độ trung cấp. Chúng ta có thể nói đại khái như vậy. Còn phải tiến nhiều nữa, nhưng khi chúng ta thấy đất Phật là chúng ta đã quá thông thái rồi. Chúng ta đã học hỏi rất nhiều trong lúc hành thiền, trong đời sống hàng ngày và trong giấc ngủ. Sau khi tâm ấn, ngay cả trong giấc ngủ, chúng ta cũng lên cảnh giới bên trên và học hỏi nhiều điều nếu không hai tiếng rưỡi tu tập mỗi ngày cũng không đủ chúng ta phải dùng hết thời gian còn lại để tiếp tục học hỏi bất cứ sinh hoạt nào cũng là để bồi đắp thêm cho trí huệ sáng suốt rồi khi chúng ta nhìn thấy đất phật học hỏi nhiều điều và chúng ta biết nhiều cách xây dựng nhà cửa chúng ta biết cách chế tạo nhiều thứ thí dụ như dĩa bay chúng ta biết rằng những căn nhà trên đất phật được xây bằng lưu ly bằng kim cương bằng vàng thay vì bằng gạch và xi măng bởi vì chúng ta đã tới đó và đã nhìn thấy rồi. Chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều máy móc tinh vi, đây chỉ là một thí dụ. Một thí dụ thực sự. Và khi quý vị trở về thế giới này, ra khỏi sự thiền định, từ chuyến du hành nơi đất Phật về và quý vị thí dụ muốn xây một căn nhà, chế một dàn máy để giúp nhân loại. Quý vị không thể tìm thấy những viên lưu ly đẹp đẽ tại thế giới này. Quý vị không thể tìm thấy một phương pháp hoàn mỹ nào như vậy tại thế giới này để xây căn nhà đó, để chế tạo loại máy móc đó. Cho nên sự sáng suốt của quý vị, sự hiểu biết của quý vị không sử dụng được. Vì vậy tôi nói đa số sự sáng suốt của quý vị đều vô dụng tại thế giới này, ngoại trừ khi tất cả nhân loại đều được khai ngộ. Chúng ta hy vọng ngày đó sẽ đến, rồi chúng ta sẽ an hưởng niết bàn tại đây, bầu không khí sẽ thay đổi và mọi tai ương sẽ tan biến. Tất cả những bệnh tật và phiền não sẽ không còn nữa. Như vậy sẽ không còn cần đến ngay cả dĩa bay. Nhưng cho tới ngày đó, chúng ta phải tự tu hành trước đã và hãy tạm hài lòng với thế giới này. Sau khi rời khỏi thế giới này, một người tu pháp môn quán âm sẽ không phải tái sanh trở lại thế giới này nữa. Ngoại trừ người ấy muốn trở lại như một vị Phật, một quán thế âm Bồ Tát để giúp những người đau khổ vì còn có nhiều thế giới đẹp đẽ hơn, tuyệt vời hơn, hùng vĩ hơn để những người tu Pháp quán âm tới ở. Họ không cần ở thế giới đau khổ này, trí huệ và chấn động lực của họ sau khi tu Pháp môn quán âm đã gia tăng tới trình độ thánh nhân và giúp họ thích hợp với lối sống huy hoàng, rực rỡ của thiên quốc hay niết bàn. Nếu không, đối với người bình thường, ánh sáng sự huy hoàng của thiên đàng là điều đáng sợ vì họ không thể chịu đựng nổi, họ sẽ không chịu đựng được. Cũng như người ăn mày không quen sống nơi cung điện, vua chúa, người này sẽ cảm thấy bất an và mặc cảm. Trong trường hợp này, dù là một người nô bộc, một loại nô bộc thấp kém nhất ở cung điện, cũng thấy dễ nhìn và tự tin hơn người ăn mày đó. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị cho đất Phật hay thiên đàng. Chúng ta phải thay đổi trí huệ bên trong, thay đổi chấn động lực tần số bên trong của chúng ta. Tôi chỉ muốn đưa ra một thí dụ để dẫn giải. Ngay cả ở thế gian này, chúng ta cũng có những người có tần số khác nhau. Đó là lý do khi chúng ta nhìn một người nào, chúng ta cảm thấy an ổn, hoặc nhìn một người khác chúng ta cảm thấy ái nấy và chúng ta không hiểu tại sao. Vì vậy có nhiều người thích nhìn những người xuất gia, những vị lãnh đạo tinh thần, những nhà tu hành hay những vị tu sĩ tôn giáo. Vì vậy mà nhiều người rất thích gặp Đức Phật hay Đức Chúa khi các ngài còn tại thế, để rồi tạo ra nhiều điều đố kỵ và ganh ghét giữa những người đương thời được gọi là những bậc tu hành. Bởi khi người ta nhìn những vị này, từ trường cũng như tần số thánh thiện, sự khai ngộ, sự an vui, năng lực chữa trị của các ngài sẽ khiến cho người chung quanh cảm thấy thoải mái, vui vẻ và khai sáng. Cho nên, ngay từ bây giờ Quý vị hãy nhớ và hiểu rằng, chấn động lực, tần số khác nhau là điều có thật. Sau khi thực hành pháp môn quán âm một thời gian, chúng ta sẽ tự cảm thấy chấn động lực khác nhau giữa người này, người nọ. Chúng ta có thể cảm nhận được điều này và chúng ta tự biết rõ mình hơn. Chúng ta có thể tự biết mình đang ở trình độ nào. Khi chúng ta đạt đến trình độ không còn trình độ, trình độ không còn phân biệt thì chúng ta gọi là Phật. Lẽ dĩ nhiên quý vị được mời tham dự vào chu kỳ này, không tốn kém gì cả, không bị ràng buộc và vô điều kiện. Lẽ dĩ nhiên, quý vị thắc mắc là tiền đâu mà tôi có. Quý vị hãy tin rằng đó không phải từ sự ép buộc, quý vị, từ túi tiền của quý vị. Thượng đế cho tôi tất cả tiền mà tôi cần và còn cho nhiều hơn là tôi cần, nên tôi có thể giúp những người nghèo và những người thiếu thốn trên thế gian này. Thượng đế cũng cho tôi sự giàu sang về tâm linh nhiều hơn là tôi cần để có thể chia sẻ với mọi người trên thế giới. Tiền không rơi từ trên trời xuống, Thượng đế đã cho tôi nhiều tài năng, để nhờ đó tôi có thể kiếm ra tiền. Tất cả đệ tử của tôi cũng có rất nhiều tài năng và chúng tôi cùng nhau chia sẻ với thế giới bất cứ những gì chúng tôi có, về tinh thần cũng như về vật chất. Lẽ dĩ nhiên, quý vị có thể gia nhập nếu muốn quý vị có tự do, nhưng chúng tôi không bao giờ ra dấu hoặc ám chỉ về việc này. Cho nên quý vị cứ tự do đến và đi. Bây giờ nếu quý vị có câu hỏi và vấn đề gì không rõ ràng, tôi rất hân hạnh được trả lời. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Đại Hàn vào ngày 22 tháng 3 năm 1992 với chủ đề Một người có thể đạt khai ngộ ở bất cứ nơi nào. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 8.